Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Nói chung là một ngày mình làm rất là nhiều video. Các ý tưởng nào mới thì mình sẽ ra liên tiếp và update cập nhật các video nó rất là nhiều. Và cũng có thể là sẽ khiến cho một số bạn nào subscribe kênh của mình cảm thấy hơi buồn phiền vì nó có quá nhiều hiện lên thông báo. Nhưng mà thôi kệ vậy, để chứ không thì lại quên mất. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cái cách chơi recorder, làm sao mà để cho cái hơi nó lên được cao và ngân và rung một chút xíu. Mình nói chưa được tốt cho lắm, mong các bạn thông cảm. Thì như các bạn biết đó là hơi của mình đúng không, nó sẽ có hai cái luồng hơi, đó là một cái đó là luồng hơi ấm, một cái đó là luồng hơi lạnh. Luồng hơi ấm đó là khi các bạn thả hờ hơi, là cái luồng hơi nó xuất phát từ trong cổ họng khi bạn hà hơi như thế này lên trên cửa kính cửa sổ và nó sẽ xuất hiện ra, thì cái đó được gọi là luồng hơi ấm. Còn luồng hơi lạnh đó là khi các bạn chu cái mỏ là như vậy, thổi thì các bạn cảm nhận trong lòng bàn tay của các bạn là ra là hơi lạnh. Thì mình nói về cái vấn đề này để làm gì? Thực ra thì để thổi được hơi hơi cao á, cái nốt cao á, thì sẽ dùng đến luồng hơi lạnh, tức là mình sẽ thổi ra và từ ở trong cái bụng của mình ra như thế này này, nó lạnh là mình sẽ thổi được hơi cao. Còn nếu như mà muốn thổi được hơi ấm á, thì cái luồng hơi nó phải xuất phát từ trong cổ họng của mình là cái luồng hơi nó ấm, là nó sẽ thổi được nốt thấp. Ví dụ như sau, nốt thấp đúng không, là nốt đồ nè, thì cái này tập nhiều thì nó sẽ cảm nhận được thôi. Mình coi cái video của một chuyên gia chơi recorder ở bên Anh thì mình chẳng qua là mình translate lại cái ý mà chị ấy định hướng dẫn cho mọi người. Thì muốn chơi hồi mới đầu thì mình thổi nốt đồ đúng không, thì thổi luôn hơi ấm là cái hơi nó xuất phát từ từ ở trong cổ họng thì nó sẽ ấm. Còn không phải là cứ thổi hơi mạnh thì nó sẽ lên hơi cao nha. Còn bây giờ mình thổi mà nó xuất phát từ luồng hơi lạnh nè, nó sẽ cao lên hơi hơn lên hẳn. Và hơi ấm này, nó xuất phát hơi lạnh thì nó sẽ cao hơn. Đó là nốt nốt rề ha. Cái kỹ thuật thứ hai mà mình xin giới thiệu đó là cái kỹ thuật là rung hơi và ngân hơi. Thì nó sẽ dao động, nó sẽ lên xuống như vậy. Mình điều chỉnh cái luồng hơi của mình. Và khi các bạn muốn nó ngân rung nhanh hơn thì làm cái xung động nó nhanh hơn một chút xíu. Tức là cái phần bụng của mình nó sẽ rung ha. Thì cái này phải luyện nhiều. Thì đó là một trong số các kỹ thuật khi mà bạn đã được lên level từ beginner lên là media, thì nó sẽ thì các bạn sẽ muốn học những cái điều mới và thêm một số cái kỹ thuật mới cho trong chơi recorder. Và tiếp theo đó là làm thế nào mà để có thể là đạt được những cái nốt cao. Thì ở đằng recorder ở đằng sau nó có một cái lỗ như thế này đúng không, thì mình chơi ở quãng 2 thì bạn bịt cái lỗ này nó gần càng kín á, và kết hợp với cái hơi của mình nó thổi luồng hơi lạnh càng nhiều bao nhiêu thì nốt nó sẽ cao lên bấy nhiêu. Mình ví dụ như là nốt nốt C đúng không, C quãng 1 là ở đây, C là ở đây đúng không. Rồi, nốt C ở quãng 2. Bấm cái lỗ này lại. Bạn bấm cái lỗ này nó càng nhỏ lại, với lại kết hợp với luồng hơi lại thì nó càng cao ha. Đó. Và
mà để mà được cái quảng cao thì các bạn còn phải đòi hỏi cái sự luyện tập rất là nhiều, và nhiều lúc thì âm thanh nó sẽ bị ré và nó không có được trong, nó không có được đầy, thì cũng đừng có nên quá buồn vì ai cũng đều như vậy cả. Và có thành công hay không thì đòi hỏi vào cái sự luyện tập kiên trì hàng ngày của các bạn. Và đặc biệt đó là cần phải có một người nào đó giống như là người ta thổi hay, và những cái bản nhạc nào yêu thích thì mình nghe để mình lấy cái đó làm cái nguồn cảm hứng cho cái việc chơi sáo recorder của mình. Hy vọng là video này sẽ có ích cho các bạn. Hãy like và subscribe kênh của mình nhé.